Auto Cũ Bixi xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Hôm nay anh Dũng Audi bận chút việc riêng nên là em Hòa vợ anh Dũng Audi xin quay clip chi tiết về một con xe vừa về tại Dũng Audi sở Auto Cũ Bixi thành phố Hải Dương thay cho anh Dũng để up lên kênh cho quý anh chị, quý vị các bạn được tham khảo cũng như được cập nhật kịp thời ạ. Trước mắt em Hòa là chiếc Kia Forte sản xuất 2011, số tự động, động cơ 1.6. Xe em Hòa cam kết là đẹp xuất sắc luôn ạ, xe rất là đẹp, đẹp như mới. Chiếc khe không một lỗi nhỏ, máy số ngon, son vỏ nội thất như mới ạ, thật sự là rất mới, rất đẹp luôn. Xe gia đình sử dụng động cơ 1.6 thì nó mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào tầm gần 7 lít trên 100 km đường trường. Đây là tổng thành nội ngoại thất, tổng thành form dáng chiếc xe ạ. Chiếc xe có form dáng rất là đẹp, rất là dài xe, trường xe. Nhìn nó rất là thon nhưng mà lại cái dáng nó rất dài xe, rất là trường xe, đẹp cực kỳ luôn. Kia Forte sản xuất 2011, số tự động, động cơ 1.6. Chắc các cái dòng xe từ đời 2011 trở lên, bên Dũng Audi có chương trình hỗ trợ trả góp lên tới 60-70% giá trị xe, áp dụng cho các quý khách hàng có hộ khẩu từ Hà Tĩnh, Nghệ An đổ ra vào khu vực toàn miền Bắc. Thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp. Em Hòa sẽ là người trực tiếp hỗ trợ quý anh chị, hỗ trợ các bạn cái phần thủ tục giấy tờ pháp lý cho ạ. Đây là ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe có form dáng rất là đẹp, sơn vỏ zin. Chiếc xe đã được độ form thể thao rồi. Nắp capo độ rất là đẹp. Độ form thể thao rất là đẹp, rất là thời thượng. Bây giờ em Hòa xin đi vào nội thất ạ. Đấy ạ, nội thất như mới. Xe vừa về đến tại bãi cho nên là quý anh chị nhìn thấy cái bẩn không ạ? Rất là bẩn. Nên em Hòa chưa rửa dọn gì. Chỉ rửa chút nước lọc thôi, các là cũng lên xe nó lên rất là nhiều nữa rồi. Đây là phần nội thất chiếc xe nhá. Chiếc xe đã được trang bị gương kính chỉnh điện, gương cục điện, vô lăng tích hợp bàn phím. Order chiếc xe là 10 vạn. Đây là mặt đồng hồ, mặt đài, mặt bàn thờ. Màn hình Android đã được độ màn hình Android. Kết nối Bluetooth, Wi-Fi rồi nhé. Cần số phanh tay, táp ly. Chiếc xe được lắp đặt cửa sổ trời rất là rộng, rất là đẹp ạ. Nội thất xe rất là sạch, rất là tươi xe. Giá đang chào bán tại Dũng Audi chợ ô tô Bixi thành phố Hải Dương là 405 triệu, có thương lượng. Quý anh chị, quý vị các bạn trực tiếp về bãi xe, trực tiếp làm việc với anh Dũng Audi để được thương lượng về giá, được chốt cái giá có lợi nhất cho quý anh chị ạ. Vừa rồi em Hòa quay chi tiết nội ngoại thất chiếc Kia Forte sản xuất 2011, động cơ 1.6, đang được chào bán với giá là 405 triệu tại Dũng Audi chợ ô tô cũ Bixi thành phố Hải Dương. Quý anh chị vui lòng alo trực tiếp cho anh Dũng Audi theo số hotline là 0855 966 966, hoặc alo trực tiếp cho em Hòa theo số điện thoại 0904 895 896 để được hỗ trợ tư vấn cũng như là được chốt cái giá có lợi nhất. Em Hòa xin kết thúc clip tại đây ạ.